Các bạn đang nghe truyện đại đạo chi thượng trên kênh TV Audio CV. Chương 446, lên pháp đàn cướp sai pháp bảo hai Thuyền cô miếm môi cười nói, ngươi còn chưa thi, được rồi, được rồi, giải nguyên lão gia. Thuyền này của ta tuy đắt, nhưng là được vận chuyển từ Tân Hương đến, xa xôi ngàn dặm, hết sức vất vả. Hơn nữa còn có ta ở trên thuyền bảo vệ, những thuyền khác nào có chỗ tốt này, trần thực hừ một tiếng, không muốn thuê thuyền của nàng nhưng bến thuyền đã không còn thuyền nào khác đành phải chấp nhận hắn trả tiền trong lòng đau như cắt một trăm lượng bạc có thể mua được mấy chiếc thuyền rồi thuyền cô phát động phong phù dùng sào tre để đổi hướng cười nói giải nguyên lão gia không phải ta ăn không của ngươi một trăm lượng bạc đâu ta đến đây sớm hơn các ngươi một chút đã nghe ngóng được một số chuyện biết nhiều hơn các ngươi đấy trần thực động lòng hỏi Tiếng long ngâm trong hồ này là chuyện gì xảy ra? Có thật là có rồng không? Còn những tu sĩ kia nữa, chẳng lẽ cũng đến đây vì tiếng long ngâm, thuyền cô chống xào xuống nước, thuyền hoa dần dần tăng tốc, nói, đúng là những người này đến vì tiếng long ngâm. Trong thành có lời đồn, khi thuyền phu chở hàng, trong hồ xuất hiện sương mù dày đặc, trong sương mù có rồng xuất hiện. Hơn nữa không phải chỉ một hai người nhìn thấy, rất nhiều thuyền phu đều nhìn thấy. Nghe nói khi đó trên không trung có rồng xuất hiện, sau đó trong sương mù hiện ra thân rồng, vậy rất lớn. Cũng có người nói, đó không phải là thần long, mà là một món pháp bảo. Nàng kể lại những gì mình nghe thấy, nói, tiếng long ngâm và hình rồng chỉ là dị tượng xuất hiện khi món pháp bảo kia sắp xuất thế. Vật ấy kinh người như vậy, nếu thật sự là pháp bảo, e rằng uy lực phi phàm. Trần Thực nói với Sa Bà Bà, con rồng này rất có thể chính là phán quan long tu bút. Chuyện này đơn giản, chúng ta tìm được chỗ có tiếng long ngâm, mặc kệ những người khác tranh giành bảo vật chém giết lẫn nhau. Chúng ta sẽ lập đàn tế ở gần đó, con và hát qua sẽ tiến vào cõi âm, cướp lấy bảo vật này từ cõi âm. Sa bà bà cười nói, cách này hay đấy, mặt hồ đại nam này cực kỳ rộng lớn, mênh mông bát ngát. Thuyền hoa càng lúc càng nhanh, dần dần đuổi kịp những chiếc thuyền phía trước. Bỗng nhiên trên mặt hồ nổi lên sương mù, trắng xóa một vùng, nút chững từng chiếc thuyền, cho dù trần thực tế ra thần đàn chiếu sáng phía trước cũng không thể chiếu xa. Đột nhiên, trong sương mù vang lên tiếng long ngâm trầm trầm du dương, vang vọng trên mặt hồ, mặt hồ bị chấn động đến mức ầm ầm vang dội, không ngừng rung chuyển, lòng ngực trần thực ong ong, tứ chi bách hài tê dại, tiếng long ngâm chấn động đến mức hư không nơi nguyên anh của hắn ẩn náu như muốn vỡ vụn, nguyên anh cũng tê dại. Nghe tiếng long ngâm ở trên bờ và nghe tiếng long ngâm trong sương mù hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cảm giác chấn động không thể so sánh được, ngay cả thuyền cô lúc này cũng giảm tốc độ thuyền, không dám đi quá nhanh. Sương mù càng lúc càng dày đặc, thỉnh thoảng bọn họ gặp phải những chiếc thuyền khác, cách nhau chưa đến 10 bước, miễn cưỡng có thể nhìn thấy ánh sáng của thần đàn trên thuyền đối phương, ai nấy túng năm tụng ba, còn có Nguyên Anh, Kim Đan, lơ lửng phía trước thuyền, chiếu sáng cho thuyền phu. Khi bọn họ phát hiện ra thuyền hoa của Trần Thực, mỗi người đều giật mình, chuẩn bị sẵn sàng pháp thuật, tế ra phù bảo phù binh, trận thế nghiêm chính ứng đối sau khi hai thuyền đi qua nhau, bọn họ mới buông lỏng cảnh giác. Lúc này, trong sương mù sấm chớp ầm ầm, từng tia sét đánh xuống. Tên khốn kiếp nào lại ải tế ra cử dương thiên lôi dẫn vào lúc này, trong sương mù vang lên tiếng chửi rủa, không ít tu sĩ không kịp thu hồi nguyên anh hoặc kim đan, bị đánh chết tại chỗ, cũng khó trách bọn họ chửi bới. Lúc này, lại có tiếng long ngâm trầm trầm hùng dũng vang lên, mặt hồ chấn động càng thêm dữ dội. Thuyền cô chống sào trúc, đột nhiên một chiếc thuyền cắt ngang qua phía trước bọn họ người trên thuyền là năm bộ xương khô mặt y phục sau đầu có thần đàn thần thai ba viên kim đan hai nguyên anh trần thực trong lòng giật mình lập tức tỉnh ngộ nói chúng ta tiến vào cõi âm rồi vùng hồ này đã biến thành vong xuyên hà của cõi âm cho nên bọn họ mới hóa thành bộ xương khô thuyền cô lắc đầu nói nơi đây không phải cõi âm bảo vật kia là bảo vật của cõi âm biến nơi đây thành cõi âm nàng vừa dứt lời đột nhiên sương mù phía trước cuồn cuộn một thân thể to lớn ước chừng hơn trượng lặng lẽ lướt qua trong sương mù trần thực đứng ở mũi thuyền cách thân thể thô to màu đen kia chỉ vài bước thậm chí có thể nhìn thấy trên vảy đen hiện ra một tầng sương mù hình thành từ hơi nước những chiếc vảy kia đang xen ma sát lẫn nhau kèm theo một luồng áp lực cực kỳ mạnh mẽ ập tới thật sự có rồng trần thực bừng tỉnh chỉ thấy thân rồng thon dài ẩn trong sương mù vô vọng thương sau lưng hắn chấn động dữ dội, như muốn bay đi, trần thực cố định cây thương, suýt nữa bị kéo bay ra ngoài, vội vàng nói, hắc qua, dân hương, hắc qua vội vàng lấy một bó hương từ trong xe gỗ, cắm vào lư hương đốt lên, tế bái vô vọng thương, cây đại thương này hấp thu hương khói, dần dần ổn định lại. Sa bà bà cũng kinh ngạc không thôi, nói, tiểu thập, con rồng này không giống rồng giả, trong lòng trần thực bỗng nhiên cuộn trào, chẳng lẽ trong hồ thật sự có rồng hay là con rồng này là do phán quan long tu bút biến thành những chiếc thuyền khác hẳn cũng đã phát hiện ra con rồng này nhao nhao đuổi theo chẳng bao lâu sau đã nảy sinh xung đột từng đạo pháp thuật vù vù vang lên trong sương mù đang xen ngang dọc còn kèm theo tiếng va chạm của phù bảo và phù binh do tầm nhìn hạn chế chiến đấu trong sương mù trở nên cực kỳ nguy hiểm liên tục có người trúng chiêu sa bà bà đối chiếu bản đồ chỉ đường cho thuyền hoa đi tới dần dần tránh khỏi mọi người lúc này một hòn đảo nhỏ hiện ra trước mắt bọn họ mắt sa bà bà sáng lên nói cứ neo đậu ở đây thuyền cô neo thuyền hoa bên cạnh hòn đảo nhỏ sa bà bà nói nếu bản đồ vô vọng phủ quân đưa không sai bảo vật kia chắc là ở chỗ này tiểu thập ta sẽ lập pháp đàn ở đây đưa con vào cõi âm bà dậm chân xuống đất ngũ đại quỷ vương bay tới vận chuyển kỳ chân pháp đàn đến đảo nhỏ trần thực đã từng thấy tòa pháp đàn này ở ngoài thôn từng đưa xa bà bà, thanh dương và gã râu quay nón vào cõi âm. Sa bà bà làm phép trên pháp đàn, không bao lâu sau từng đợt âm phong nổi lên, đã mở ra cõi âm. Bà lấy ra một cái lư hương nhỏ hình trào phong, cắm một nén hương, nói, tiểu thập, con thông qua pháp đàn tiến vào cõi âm, quay đầu lại là có thể thấy hương khói, cứ đi theo hương khói là có thể trở về đây. Trào phong, một trong chín đứa con của rồng, giống phượng hoàng, thích phiêu lưu, thường được trang trí trên góc mái nhà mẹ là Phượng Hoàng. Trần Thực Vân dạ, mang theo hát qua bước lên pháp đàn. Sa bà bà dậm chân, Trần Thực lập tức cảm thấy dưới chân trống rỗng, rơi xuống cõi âm. Thuyền cô đi tới bên cạnh kỳ chân pháp đàn, cẩn thận quan sát bố cục và phù lục của tòa pháp đàn này, sắc mặt dần dần nghi hoặc. Sa bà bà cười nói, chưa từng thấy thủ đoạn của ta sao, thuyền cô lắc đầu nói, chưa từng thấy. Pháp đàn này của ngươi, có vẻ như không được chính quy, Sa bà bà trong lòng giật mình, nói, đúng là không được chính quy. Có điều ta ra vào cõi âm nhiều lần, đều dựa vào tòa pháp đàn này. Thuyền cô nói, ngươi có thể vào cõi âm, cũng có thể quay lại theo đường cũ. Nhưng ngươi có mấy chỗ bố trí sai, vị trí tiến vào cõi âm, có thể không trùng khớp với vị trí ở dương gian. Sa bà bà chột dạ nói, xin hỏi ý cô nương là, Thuyền cô nói, cõi âm mà giải nguyên lão gia tiếng vào chắc sẽ cách nơi này rất xa, không phải nơi các ngươi muốn đến. Trần Thực và Hắc Qua cùng nhau rơi từ trên không xuống, tốc độ cực nhanh. Hắc Qua bỗng nhiên bốc cháy ma diễm hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, hình thể càng lúc càng lớn. Trần Thực rơi xuống lưng Hắc Qua, từ trên cao nhìn xuống, thấy Bảo Quan ngút trời, có con vật khổng lồ hình rồng xuyên qua giữa cõi âm và dương gian, đang giao tranh chém giết với cường giả ở dương gian mà bầu trời cõi âm cũng không ngừng nứt toát, từng bóng người cường đại từ trên trời giáng xuống, đánh về phía con vật khổng lồ hình rồng, ý đồ trấn áp nó. Quả nhiên không đến nhầm chỗ, Trần Thực trong lòng mừng rỡ, vung đại thương trong tay, cười nói, nhiệm vụ này vô cùng đơn giản. Hắc qua, chúng ta đi đoạt bảo, bờ Tây Bắc Đại Nam Hồ Chính là Liễu Đô, nổi tiếng thiên hạ về nghề chế tạo xe ngựa. Ngoại ô Liễu Đô Thành, trên bán đảo Nam Lợi, các tu sĩ bàn sơn tông và bách luyện đường ước chừng một ngàn ba trăm người tề tựu tại đây xác định lăng mộ vương hầu và động phủ tiên hiền là một việc đòi hỏi kỹ thuật cao một nữ tử dáng người cao thon nhìn các cao thủ bàn sơn tông và bách luyện đường đang đối phó với vật khổng lồ hình rồng từ vách núi bay ra tâm thần kích động cười nói bàn sơn tông quả thật lợi hại tìm được một nơi động thiên phúc địa thời đại chân vương nàng mày ngài mắt phượng da dẻ trắng như tuyết môi trên mỏng môi dưới dày khóe miệng phải phía trên có một nốt rùi nhỏ, ngược lại càng thêm vẻ phong tình khác biệt. Nàng mặc một chiếc áo khoác dài cổ giao nhau màu vàng nhạt, màu sắc tươi sáng, chất vải mỏng nhẹ, hai bên nách có dải lụa đỏ theo hoa huyên thảo. Áo dài phủ đến đầu gối, lộ ra chiếc váy xếp ly màu đỏ, buông xuống mềm mại, để lộ phần mũi giày cong lên. Người nói chuyện với nàng chính là tông chủ bàn Sơn Tông, tên là Bách Lý Mục, vóc người không cao, tuổi tác cũng không lớn, khoảng chừng 40, do quanh năm hoạt động về đêm lui tới trong các mộ huyệt nên giọng nói nhỏ nhẹ huyên thánh nữ quá khen ta từ nhỏ đã tu luyện hám long kinh tuy có chút thành tựu nhưng công pháp không đầy đủ may mắn được công tử ban tặng hám long kinh mà người cất giữ bấy lâu khiến tu vi của ta tăng tiến thần tốc bách lý mục cung kính nói công tử đối với ta ân trọng như núi lại sai người đưa nghi long kinh cùng tán pháp đáo trượng đến trợ giúp ta tu hành Ta tu luyện nay đã đạt đến thần hàng cảnh, xem xét phong thủy thiên hạ, thế đi của Long mạch, rõ như lòng bàn tay. Trong núi có bảo vật hay không có mộ phần hay không, đều hiện rõ trước mắt. Hắn nói với vẻ đầy kiêu hãnh. Bàn sơn tông thực ra là một tông môn cổ xưa, đã tồn tại từ thời đại chân vương, nhưng làm cái nghề buôn bán phải mất đầu nên vẫn không phát triển được. Các loại công pháp trong môn cũng thất truyền gần hết. Đến đời Bách Lý một lại càng suy yếu, sắp đến bờ vực diệt vong. Bách Lý Mục cũng có tư chất hơn người, tài hoa xuất chúng, tự nhận không thua kém gì liệt tổ liệt tông, chỉ tiếc là truyền thừa bị đứt đoạn. May mắn được công tử để mắt, ban tặng tam đại công pháp trấn phái của bàn Sơn Tông, Bách Lý Mục mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Sau khi hắn quy thuận công tử, bàn Sơn Tông phát triển cực kỳ hưng thịnh, cao thủ trong môn xuất hiện liên tục, không hề kém cạnh những đại phái bình thường trên giang hồ. Lần bắt rồng này chính là 17 cao thủ Nguyên Anh cùng với 6 vị cường giả hóa thần cảnh cảnh của bàn Sơn Tông, dẫn theo hàng ngàn tu sĩ trong môn phái, bố trí thiên la địa võng, bắt lấy pháp bảo được thai ngén trong động phủ trên vách núi. Bàn Sơn Tông tuy danh tiếng không tốt nhưng quy mô lại khá lớn, có khoảng 2.000 người trong Tây Ngu Tân Châu, mỗi người đều là cao thủ. Bàn Sơn Tông tu luyện thuật quan sát phong thủy, các tu sĩ trong môn được gọi là phong thủy sư, tham dư sư, lúc rảnh rỗi thường đi khắp nơi, xem phong thủy giúp người ta xây nhà, chọn ngày lành tháng tốt cho việc cưới hỏi, cũng chọn hộ huyệt tốt làm âm trạch, để phúc cho con cháu. Nhưng đó chỉ là công việc thường ngày. Họ đi khắp nơi, cũng quan sát thế núi sông của thiên hạ, xác định long mạch, tìm vị trí lăng mộ hoặc động phủ của tiền nhân, sau đó đào trộm lăng mộ, phá vỡ động thiên phúc địa, cướp đoạt bảo vật bên trong. Đây là việc buôn bán không vốn, theo luật đại minh nếu bị bắt sẽ bị chém đầu nên rất kiên dè hành động trước mặt người khác. Bàn Sơn Tông cũng vậy. Bàn Sơn Tông là sản nghiệp của công tử, luôn hành động bí mật, ban ngày là phong thủy sư, xem phong thủy xác định mộ huyệt cho người ta, tìm kiếm những ngôi mộ tốt làm âm trạch, ban đêm lại đi đào mộ trộm mộ. Vì ban đêm thường gặp phải quỷ quái, tà ma, nên bọn họ cũng tôi luyện được chút bản lĩnh, tu vi và thực lực đều không tầm thường. Nếu bản lĩnh kém cỏi thường sẽ chết trong mộ phần, hoặc bị quan phủ bắt giữ chém đầu. Bán đảo Nam lợi ít người qua lại, nên lần này bọn họ đào trộm động phủ ở đây có phần không kiên nể gì. Tuy vậy, trên đường đến bán đảo, họ vẫn bố trí các loại mê hồn trận để tránh người ngoài xâm nhập. Khuyên thánh nữ miễn cười nói, công tử quả là người trượng nghĩa, hào phóng, là bậc đại anh hùng khiến người ta ngưỡng mộ. Nếu không phải vậy, cũng sẽ không khiến người ta lưu luyến trong lòng như vậy. Công tử đích thực là bậc đại anh hùng cái thế, bách lý một nghiêm mặt, lộ vẻ kính nể, nói, Ngài ấy xuất thân danh môn, chí lớn trong lòng, tuổi tác tuy nhỏ nhưng kiến thức tầm nhìn khiến ta cũng phải bái phục. Trên giang hồ, các tông các phái, ai mà không bái phục công tử sát đất. Hãy nhắc đến công tử, ai cũng giơ ngón tay cái lên, khen ngợi ngài có chí như rồng, có năng lực cứu thế. Huyền thánh nữ nghe hắn khen ngợi công tử như vậy, trong lòng cũng vui vẻ, cười nói, công tử xứng đáng nhận được những lời tán dương đó. Trong lúc hai người nói chuyện, các tu sĩ bách luyện đường đã bày xong tế đàn, cao giọng nói, có thể bắt đầu rồi, cách bố trí tế đàn gần như giống hệt với tế đàn trên Thái Bình Môn ở Phượng Hoàng Lĩnh. Các tu sĩ bách luyện đường khiên từng thùng máu dị thú đến, đổ vào các rảnh, chẳng mấy chốc các phù văn kỳ lạ trên mặt đất đã được máu dị thú lấp đầy, tế đàn được khởi động. Còn có các tu sĩ kim đan cảnh thi triển pháp thuật, mây mù bốc lên, cõi âm mở ra, trên không trung xuất hiện những vòng tròn lớn nhỏ không quá một trượng. Các tu sĩ Bách Luyện Đường kia duy trì những vòng tròn đó không bị phá vỡ. Trên không trung là vô số lá phù lơ lửng, những tia điện sáng rực nối liền các lá phù lại với nhau, tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ không gian trong phạm vi một dặm. Đó chính là Thiên La Địa Võng do Bàn Sơn Tông bố trí. Lần tầm bảo này, có thể nói là Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường đã dốc toàn lực. Còn trên vách núi hướng ra mặt hồ, có vài tu sĩ Bàn Sơn Tông treo mình trên dây thừng dùng kim đan của mình để nung chảy vách đá bách lý mục nói tu sĩ cư trú trong động thiên phúc địa này hẳn là một cao thủ thời đại chân vương người này đã tu luyện đến cảnh giới đại thừa phía sau vách núi là hư không đại cảnh của hắn được hắn luyện thành động thiên nếu không phải vì thời gian quá lâu hư không đại cảnh không ổn định khiến bảo quang bị rò rỉ ta cũng không thể phát hiện ra bảo địa này thiên thánh nữ hỏi bách lý tông chủ có biết người trong động thiên này là ai không Bách Lý Mục lắc đầu, không biết. Nhưng nếu tính toán thời gian hình thành của bảo huyệt này, hẳn là vào khoảng 8.000 năm trước, khi đó vẫn là thời đại chân vương. Huyên thánh nữ ngước nhìn bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời mây ngũ sắc lượng lờ, đối liền với vách núi, đó chính là dị tượng hình thành do bảo quan trong hư không đại cảnh bị rò rỉ ra ngoài. Vị tu sĩ thời đại chân vương này quả thật phi phàm. Bách Lý Mục nói, cái gọi là, vân nghe tiên sinh tuyệt cao đỉnh, thử thị long lâu bảo điện định. Đại tích vi vi vân tự sinh, vũ khí như lam phản nan chứng. Người này dựa theo thế núi sông Hồ, tìm được bảo huyệt long lâu bảo điện này, mượn long khí của long lâu bảo điện để bảo quản thể xác không bị hư hoại, đồng thời tôi luyện pháp bảo tiên gia. Chờ đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ thoát xác thành tiên, mang theo thân thể pháp bảo thuần dương phi thăng. Huyên thánh nữ nhìn về phía dãy núi trên bán đảo, trùng trùng điệp điệp, quả thực có khí thế chân long ẩn mình trong lầu cát, đáng tiếc vách núi đến bên hồ thì đột nhiên bị cắt đứt, nàng nghi hoặc hỏi, nhưng vì sao nơi này lại biến thành vách núi dựng đứng, bách lý một suy đoán, chắc chắn tu sĩ này có kẻ thù, sau khi hắn chết ngọn núi này đã bị người ta chặt đứt, phá vỡ bảo huyệt long lâu bảo điện, khiến thể xác của hắn bị phân hủy, không thể thành tiên. Pháp bảo được tôi luyện cũng vì hồ nước tràn vào, nhiễm phải khí u tuyền của địa phủ, không còn là bảo vật thuần dương nữa mà trở thành pháp bảo nửa âm nửa dương cắt đứt tiên lộ ánh mắt huyên thánh nữ lóe lên nói cho nên tông chủ mới bày ra trận thế này muốn khóa chặt nó lại không cho nó bay đi đồng thời muốn bách luyện đường mở ra cõi âm để dễ dàng tiến vào cõi âm hàng phục nó bách lý một cười nói thánh nữ quả là thông minh không hổ là người yêu của công tử huyên thánh nữ có phần e thẹn nói vẫn chưa phải đâu Bách Lý một cười ha hả nói, sớm muộn gì cũng là thôi. Huyên thánh nữ thở dài, có vẻ ưu tư nói, công tử có rất nhiều người ngưỡng mộ, có những người còn tốt hơn ta, ta chỉ là một trong số đó thôi. Ai mà biết công tử để ý nữ tử nào, đúng lúc này, vách núi bỗng nhiên nứt toát, một tiếng long ngâm hùng hồn vang lên, dưới tác động của bảo quang từ vách núi, ba cao thủ bàn sơn tông đang dùng kim đan khai cuộc vách núi bị phân giải thành tro bụi, một vật khổng lồ hình rồng phá vách núi bay ra, lượn lờ trên không trung, muốn thoát ra ngoài. Vật khổng lồ hình rồng kia không phải là chân long, mà toàn thân tỏa ra bảo quang màu bạc và màu vàng, tạo thành hình rồng, chắc được thai ngén trong vách núi từ lâu, hấp thụ long khí của long lâu bảo điện, luyện thành hình rồng, ngưng tụ thành bảo vật. Đột nhiên, vật khổng lồ hình rồng kia chạm phải luồng điện, thân thể rung lên, rơi xuống. Nó lập tức xuyên qua hư không, chui vào cõi âm, định bỏ chạy các cao thủ của bàn Sơn Tông và bách luyện đường lập tức tiến vào cõi âm thông qua những vòng tròn trên không trung, thi triển các loại phù binh, tấn công vật khổng lồ hình rồng. Các cao thủ bách luyện đường cũng mang theo pháp bảo trấn phái là huyền cơ bách biến lô, sau khi thi triển, cái lò này lập tức trở nên cực kỳ to lớn, cao 4 năm trượng, rộng 5-6 trượng, lửa trong lò bốc lên nguồn trời, dưới gia trì pháp lực của một vị cường giả hóa thần cảnh bách luyện đường, nó cũng rơi xuống cõi âm, trong lò lửa của bảo lô này bắn ra những tia lửa, giống như lửa than đang cháy, sáng đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng. Lò lửa bỗng nhiên bay ra những thanh đao dài đến mấy trượng, chém về phía vật khổng lồ hình rồng đang bay lượn trên không trung cõi âm. Lửa trong lò cháy liên tục, các loại binh khí cũng không ngừng bay ra, vô cùng vô tận, đây chính là công dụng diệu kỳ của huyền cơ bách biến lô, trong lò lửa của bảo lô này có thể liên tục sinh ra các loại binh khí như đao thương kiếm kích, sau khi được thi triển sẽ tấn công kẻ địch kẻ địch có thể đỡ được một hai món mười món nhưng liệu có thể đỡ được hàng trăm hàng ngàn món hay không vật khổng lồ hình rồng kia chính là như vậy nó chỉ kịp đỡ được hơn mười món bảo vật là đã bị vô số bảo vật cập đến đánh trúng toàn thân bốc lửa vật khổng lồ hình rồng lại xông về dương giang ở dương giang cũng có cao thủ bàn sơn tông thi triển như lai bảo ấn đây là bảo vật mà cao thủ bàn sơn tông đào được từ một phần của một vị cao tăng đắc đạo của thiền tông như Lai bảo ấn đánh xuống, trên không trung xuất hiện bóng dáng ngũ hành sơn, trấn áp vật khổng lồ hình rồng. Vật khổng lồ hình rồng phá vỡ ngũ hành sơn, chạy về cõi âm, ngay sau đó thấy một sợi dây xích lao ra từ huyền cơ bách biến lô, cuốn lấy cổ nó, rất nhiều cao thủ nguyên anh cảnh hóa thần cảnh cùng nhau nắm lấy dây xích, bay lên không trung, định đáp xuống lưng nó. Vật khổng lồ hình rồng giải dụa chống trả, chạy qua chạy lại giữa âm dương hai giới nhưng vẫn không thể thoát ra, bảo quan quanh thân bị đánh cho thu nhỏ lại, thân thể cũng dần dần bé đi, không còn hung hãn như lúc mới xuất hiện. Bách Lý Mục thấy vậy, cười nói, bắt được bảo vật này vừa hay có thể dâng lên cho công tử, làm quà mừng sinh nhật 24 tuổi của công tử, huyên thánh nữ cũng rất vui vẻ, cười nói, vật này có hình dạng rồng, tượng trưng cho chân long thiên tử, công tử có được bảo vật này, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Bách Lý Mục cười nói, bảo vật này cũng có công lao của huyên thánh nữ, chắc chắn thánh nữ sẽ được công tử sủng ái hơn những nữ tử khác. Huyền thánh nữ nghe hắn nói vậy, trong lòng vui như hoa nở, e thẹn cúi đầu, nói, nếu ta được sủng ái, sau này nhất định sẽ không quên ơn của tông chủ. Bách Lý Mục thấy khí thế của bảo vật kia dần dần suy yếu, bỗng nhiên bước ra, cất cao giọng nói, ta tu luyện hám long kinh chính là vì muốn lay động long mạch thiên hạ, hôm nay hàng phục rồng cho công tử, sau này khi công tử lên ngôi, ta cũng sẽ vì công tử mà chặt đứt long mạch thiên hạ, bảo vệ giang sơn cho công tử trong lòng hắn tràn đầy hào khí, thi triển hám long kinh, chỉ thấy dãy núi hình rồng trên không trung trấn áp xuống, khiến vật khổng lồ hình rồng không thể bay lên, bảo quan quanh thân bị ép co lại vào trong, để lộ hình dáng thật. Hình dáng thật của vật khổng lồ hình rồng kia là một thanh kiếm mỏng, thân kiếm như nước chảy, bên trong dòng nước chảy là khí u tuyền. Trong u tuyền có thể nhìn thấy một con rồng nhỏ đang bơi qua bơi lại trong thân kiếm, dường như rất sốt ruột, muốn thoát khỏi vòng vây của mọi người. Bách Lý Mục nhìn rõ con rồng nhỏ trong kiếm, trong lòng mừng rỡ, cười nói, dân vật này lên cho công tử, quả là một công lao lớn, vật khổng lồ hình rồng chui vào cõi âm, Bách Lý Mục cũng đuổi theo, vung tay vung chân, bóng núi trùng trùng điệp điệp, vô cùng nặng nề, trấn áp bảo vật này. Huyên thánh nữ thấy vậy, kích động không thôi, lập tức tung ra một ống tay áo, xuyên qua vòng tròn, khi thu hồi ống tay áo, thân hình mềm mại của nàng cũng bay lên, xuyên qua vòng tròn đến cõi âm nàng đang định ra tay hỗ trợ bắt rồng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng móng thú ầm ầm vang tới, nhìn theo tiếng động, nàng không khỏi kinh ngạc đến ngay người. Chỉ thấy trong cõi âm mênh mông, một con chó khổng lồ toàn thân bốc cháy ma hỏa và liệt diễm đang chạy về phía này, giống như ma thần cõi âm, trên đầu con chó khổng lồ có một bóng người nhỏ bé, tay cầm trường thương, phát trên vai. Huyên thánh nữ đang định nhắc nhở mọi người đề phòng đánh lén, nhưng con chó khổng lồ kia tốc độ cực nhanh, ầm ầm một tiếng đã hút vào hơn 10 cao thủ nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh, khiến bọn họ ngã lăn ra đất, văng tứ phía. Con chó khổng lồ dơ móng vuốt, vỗ vào huyền cơ bách biến lô, các cao thủ bách luyện đường căn bản không thể khống chế nổi pháp bảo này, huyền cơ bách biến lô bị đánh cho xoay tròn, gào thét rơi xuống cõi âm, các loại binh khí như đao thương kiếm kích trong lò lửa bay ra tứ phía, vù vù loạn xạ. Mấy cao thủ nguyên anh cảnh không kịp tránh né, bị chém đứt ngang người, còn có một người đang né tránh thì bị một thanh kiếm sắc bén chém trúng lưng xem ra không thể sống nổi bách lý mục vừa kinh vừa sợ né tránh cú vồ của con chó khổng lồ bị ma hỏa trên người nó thiêu đốt nguyên thần suýt chút nữa bị đốt cháy trong lòng hoảng loạn lớn trên đầu con chó khổng lồ bỗng nhiên vang lên một tiếng bách lý mục còn chưa hiểu ý bỗng thấy trước mắt tối sầm một cây đại thương to hơn một trượng dài đến mấy chục trượng đột nhiên đâm tới trước mặt bách lý một sởn tóc gáy gầm lên một tiếng, nguyên thần trắng trước người, bị đại thương đâm xuyên, hắn trượt đi trăm bước, cố lắm mới dừng lại được. Nhỏ, cùng với tiếng hô này, đại thương bỗng biến mất, bách lý mục thấy cây thương kia thu nhỏ vô số lần, bị kẻ trên đầu chó khổng lồ tế lên, rời tay bay ra, xuyên qua thân thể từng cao thủ bách luyện đường và bàn sơn tông. Kẻ đó đưa tay chọc thương, tung người nhảy lên đầu con vật khổng lồ hình rồng, quát, đắc thủ, chuồng thôi, con chó khổng lồ nhảy vọt lên, ngoạm lấy đuôi con rồng, quay đầu chạy như bay, xé gió lao vung vút. Bách Lý Mục vừa kinh hãi vừa tức giận, lập tức đuổi theo, thấy kẻ kia đứng trên đầu rồng, vung đại thương nện xuống, ầm ầm vang vọng. Con rồng bị kẻ đó nện xuống với lực lượng cực mạnh, khiến cho không ngừng thu nhỏ, hóa thành một thanh kiếm nhỏ, bị kẻ đó chộp lấy. Ồ! Không giống đầu bút, hắn nghe thấy giọng nói của kẻ kia, có vẻ non nớt, chắc tuổi còn trẻ, lạ thật, chẳng lẽ đầu bút hóa thành kiếm, bách lý mục thấy gã rút đầu thương ra, cắm u tuyền du long liếm vào. Con bà nó. Bách lý mục giận dữ quát lên như sấm. Phía sau, cao thủ bàn sơn tông và bách luyện đường đuổi theo, miệng không ngừng mắng chửi, nhưng khoảng cách với trần thực và hát qua càng ngày càng xa, không thể nào đuổi kịp. Bách lý mục tu vi cao nhất, cố sức đuổi theo, nhưng khoảng cách với một người một chó kia lại càng lúc càng xa. Hắn phát động nguyên thần, nhưng nơi này là cõi âm, âm phong lạnh lẽo thổi tới, cực kỳ bất lợi cho nguyên thần. Hơn nữa với tốc độ của con chó khổng lồ kia, cho dù hắn dốc toàn lực phát động nguyên thần, e là cũng không đuổi kịp. Phía trước, nơi con chó khổng lồ chạy tới, xuất hiện một ma quái còn to lớn hơn cả núi, đầu rồng, cổ dài, đuôi rồng, hùng cứ giữa trời đất, há cái miệng đầy máu nhìn về phía này. Trên đầu ma quái còn có một mặt trời đỏ rực. Bách Lý Mục thấy vậy, không dám đuổi nữa, vội vàng dừng lại. Cao thủ bàn Sơn Tông và bách luyện đường thấy cảnh này, trong lòng sợ hãi, không dám đuổi theo nữa. Bọn họ trơ mắt nhìn con chó khổng lồ mang tên trộm bảo vật tung người nhảy lên, vượt qua đầu con ma quái kia, biến mất không thấy tâm hơi. Bách Lý Mục nghiến răng, bỗng thấy một bàn tay màu xanh từ đâu xuất hiện, chụp lấy con ma quái đầu rồng. Ma quái đầu rồng biến mất khỏi cõi âm. Cảnh tượng này khiến Bách Lý Mục kinh hãi, vội quay người nói, con đường qua lại không duy trì được lâu, chúng ta mau trở về kẻo gặp phải quỷ thần cõi âm, mọi người vội vàng theo hắn, vẫn còn kinh hãi trước cảnh tượng vừa rồi. Ma quái đầu rồng to lớn như vậy, trên đầu còn có mặt trời, không ngờ bàn tay kia lại còn lớn hơn cả ma quái, cõi âm quả thật thần bí, hung hiểm khó lường, sắc mặt bách lý một biến ảo, lần này bọn họ tới đây thu bảo, bàn sơn tông và bách luyện đường đã điều động hơn 1.300 người, tính toán trước sau hơn 3 tháng, dùng 4 vạn lượng bạc trong kho, mua sắm đủ loại phù lục, phù binh. Chuyến này vốn nắm chắc 10 phần, tuyệt đối có thể lấy được u tuyền du long kiếm, dâng lên cho công tử, được công tử tán thưởng. khuyên thánh nữ cũng có thể nhờ đó được công tử để mắt tới, tác thành cho giai nhân, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao, vậy mà lại xuất hiện một người một chó cướp mất u tuyền du long kiếm ngay khi bọn họ sắp thành công, bọn họ quay lại chỗ vòng tròn, Bách Lý Mục nhìn lại, thấy hơn 10 người bị thương, đều bị vô vọng thương của Trần Thực đâm xuyên qua người. May mà Trần Thực không có ý giết người, chỉ đánh bọn họ bị thương nặng chứ không hạ sát thủ. Bách Lý Mục rên lên một tiếng, thân thể run rẩy. Đời này, hắn đã chịu không ít thiệt thòi. Ngày trước, sau khi thi đậu tú tài, hắn tự cho mình là tài giỏi, học rộng, không ngờ tới lúc thi hương, danh ngạch bị người ta cướp mất. Hắn đến quan phủ làm ầm ĩ, kiện kẻ cướp danh ngạch của mình, nhưng bị quan phủ đánh 40 gậy, giam vào đại lao 3 năm mới được thả ra. Sau khi ra ngoài, hắn thành kẻ có tội, có muốn thi cử cũng không còn cơ hội nữa. Sau đó hắn học thành tài, bèn giết kẻ cướp danh ngạch năm xưa cùng với tên huyện lệnh đã xử hắn. Mối hận này không nhỏ. Nhưng hắn đã báo thù. Thế nhưng lần này thiệt hại còn lớn hơn, mối thù này phải báo thế nào đây? Huyền thánh nữ đi tới, nói, bách lý tông chủ, vừa rồi ta thấy con yêu quái đầu rồng kia hình như gọi là thao thiết tuy nhìn không rõ lắm nhưng ta nghĩ vật này là một cái lư hương bách lý một ngẩn người lư hương huyên thánh nữ nói chắc là lư hương thao thiết là thần thú con của chân long sao lại xuất hiện ở cõi âm ta từng nghe sư phụ nói có một vị tán nhân tu luyện pháp thuật kỳ lạ có thể khiến đồ vật ở dương gian trở nên cực kỳ to lớn và đáng sợ ở cõi âm dùng để dọa nạt quỷ thần chắc là vị tán nhân kia làm phép khiến lư hương trông to lớn như vậy. Thực ra thao thiết chính là cánh cửa thông đến dương gian, nên con chó lớn kia mới có thể nhảy qua đầu nó. Nàng do dự một chút, nói, bàn tay tóm lấy thao thiết kia, chắc là tay của vị tán nhân đó. Khóe miệng bách lý một giật giật, phất tay áo nói, bất kể là ai, đã cướp bảo vật của công tử thì đừng hòng sống mà rời khỏi Đại Nam Hồ. Chúng ta đi, hắn đằng đằng sát khí, dẫn mọi người rời khỏi cõi âm viên thánh nữ cũng trở về dương gian lấy ra thiên lý truyền âm phù nói ta sẽ liên lạc với sư phụ ngay hỏi xem vị tán nhân tu luyện dị thuật kia là ai tông chủ hãy bình tĩnh trên hòn đảo nhỏ giữa đại nam hồ cách cũng châu khoảng 300 dặm trên tế đàn đột nhiên xuất hiện một người một chó lăn lộn một vòng trên tế đàn rồi nhảy lên trần thực múa trường thương trong tay phấn khích nói lấy được long tu bút rồi bà bà chúng ta có thể về rồi sa bà bà kinh ngạc nhanh vậy sao, trần thực dơ trường thương, gõ gõ, mũi thương, mới, cười nói. Ta vừa vào cõi âm đã thấy bảo vật này đang đánh nhau với mấy kẻ tầm bảo, bèn thừa dịp hỗn loạn xông vào cướp lấy. Sa bà bà quan sát, mũi thương, nghi ngờ nói, đây không phải là kiếm sao. Sao gọi là long tu bút, trần thực đoán, đây là pháp bảo mà phán quan địa phủ dùng, có thể bị người ta đánh gãy nên mới biến thành hình dạng thanh kiếm. Sa bà bà từng nghe chuyện tương tự, không nghĩ nhiều, tiến lên thu hồi lư hương dập tắt lửa rồi bảo ba vị quỷ vương dời tế đàn đi thuyền cô quan sát mũi thương mới nghi ngờ nói đây là phán quan bút ta chưa từng thấy đầu bút nào kỳ lạ như vậy chắc là kiếm đấy chứ mọi người xem chỗ này còn có chui kiếm nữa sa bà bà cười lạnh nha đầu ngươi làm chức gì ở cõi âm thuyền cô thành thật đáp âm sai ạ à. sa bà bà hỏi ngươi còn cách phán quan bao xa thuyền cô nói âm sai lên trên là âm tướng âm soái rồi mới đến phán quan sa bà bà cười nói ngươi cách phán quan xa như vậy đúng là kiến thức hạn hẹp thuyền cô đỏ mặt không dám nói gì nữa tuy địa vị của nàng trong đám âm sai không thấp nhưng trước đây chỉ nhìn thấy phán quan bút từ xa chưa từng quan sát kỹ ba người lên thuyền thuyền cô cởi dây phát động phong phù thuyền hoa đi ngược đường cũ trần thực nghịch phán quan bút múa may vẽ ra đóa hoa thương, khắp người tỏa ánh bạc, như một đóa hoa bạc. Chỉ có điều, mũi bút, chưa được hung hương nên chưa kích hoạt uy lực. Hắn nhớ tới lời vô vọng phủ quân nói, tế luyện, bèn lấy hương trong xe ra, đốt lên, tế, đầu bút, vừa cướp được. Khói hương nghi ngút, chia làm hai, bay về phía thân bút và, đầu bút. Sa bà bà thấy vậy, cười nói, hai đứa nó phân chia rõ ràng thật, xem ra vợ chồng son xa nhau lâu quá, giận dỗi rồi, thuyền cô thấy vậy cũng tấm tắc khen lạ đợi đến khi hết một nén hương thuyền cô tiến lên nhỏ giọng nói tù trần công tử ta có thể sờ phán quan bút này một chút được không trần thực đưa cho nàng cười nói sao lại không được ngươi cứ cầm lấy mà xem thuyền cô vội vàng đưa hai tay ra đón sờ thân thương mũi thương nhẹ nhàng vút ve coi như trân bảo yêu thích không buông tay sa bà bà lặng lẽ nắm lấy qua dương giác thiên linh đăng cảnh giác nhìn nàng, đề phòng nàng ta sau khi lấy được phán quan bút sẽ trở mặt. Dù sao, phán quan bút nổi tiếng uy lực, là pháp bảo của phán quan cõi âm, uy lực mạnh hơn dương giác thiên linh đăng rất nhiều lần. Thuyền cô là âm sai, nếu luyện hóa bảo vật này, e là ngay cả sa bà bà cũng không phải đối thủ của nàng ta. Thuyền cô kích động không thôi, vuốt ve u tuyền du long kiếm ở mũi thương, trong lòng dậy sóng, giờ ta cũng được sờ phán quan bút rồi, không biết khi nào ta mới được dùng bảo vật này. Nếu có thêm sinh tử bộ nữa, là có thể định đoạt sinh tử cho người ta rồi, đúng lúc này, tiếng long ngâm trầm trầm hùng dũng vang lên, một con rồng khổng lồ lướt qua thuyền hoa từ trong màn sương. Ba người một chó trên thuyền đều sững sờ. Thuyền cô nhìn phán quan bút trong tay, rồi lại ngây ngốc nhìn thân rồng đang bơi ngoài thuyền, nhất thời không hoàn hồn. Bỗng nhiên, vô vọng thương rung lên dữ dội, hất u thuyền du long kiếm rơi xuống, vèo một tiếng, bay thẳng vào không trung. Tay thuyền cô trống không, vội vàng chọc lấy, nhưng không kịp. Vô vọng thương bay cực nhanh, chui vào màn sương, bay thẳng về phía con rồng kia. Thuyền cô vội vàng nhảy vào màn sương. Phán quan bút của ta. Tiếng nàng vọng ra từ màn sương. Sa bà bà bừng tỉnh, sách dương giác thiên linh đang nhảy khỏi thuyền hoa, đuổi theo nàng ta, quát, từ bao giờ mà thành phán quan bút của ngươi rồi quỷ nữ, trả phán quan bút lại cho ta, thuyền hoa trôi lên đên trên mặt hồ, trần thực ngơ ngác đứng trên thuyền, tiếng long ngâm dần xa, phán quan bút, thuyền cô và sa bà bà đều biến mất không thấy tâm hơi. Thanh u tuyền du long kiếm kia lặng lẽ cắm trên sàn thuyền, thân kiếm rung nhẹ, kiếm quang như nước, chiếu sáng xung quanh. Trần thực bừng tỉnh, đưa tay nắm lấy chui kiếm, rút thanh bảo kiếm này ra, lúc này mới có thời gian quan sát kỹ thanh kiếm chỉ thấy toàn thân kiếm này như nước, dường như không có hình dạng cố định, nhưng lại có thể chạm vào được. trong lưỡi kiếm dường như có một con rồng nhỏ đang bơi lội trong làn nước kiếm quang. đây là lần đầu tiên trần thực quan sát kỹ thanh kiếm này, hắn đưa ngón tay ra chạm nhẹ vào thân kiếm, con rồng nhỏ kia dừng lại, tò mò nhìn chầm chầm vào ngón tay hắn, bơi theo ngón tay hắn. ngón tay trần thực từ chui kiếm chậm rãi di chuyển đến mũi kiếm, con rồng nhỏ cũng vặn vẹo thân mình khu tay múa chân, bơi theo đến mũi kiếm. Nhưng khi ngón tay trần thực rời khỏi mũi kiếm, nó lại không thể bay ra theo, cuốn quyết khu tay múa chân, vẫy đuôi. Con rồng nhỏ trong kiếm này rất thân thiết với hắn. Trần thực tiếp tục quan sát, thanh kiếm này gần như không có miệng kiếm, phần đuôi chui kiếm cũng không có bất kỳ trang trí nào, không phải để cầm nắm mà là để làm tế kiếm. Ngươi thật sự không phải là đầu bút của phán quan bút sao? Trần thực lẩm bẩm con rồng nhỏ trong kiếm cuộn tròn, gặm móng vuốt, lắc đầu, lặng lẽ giơ một cái móng vuốt khác lên, chỉ vào hương trong xe gỗ. Trần thực quan sát kỹ lại mấy lần, cảm thấy kỳ lạ. Lần này hắn đến đây là để tìm đầu bút của phán quan bút, đầu bút hóa rồng, nhiều lần phát ra tiếng long ngâm ở Đại Nam Hồ, nên lúc ở cõi âm mới nghĩ u tuyền du long kiếm là đầu bút. Không ngờ lại không phải vậy, vậy chẳng phải ta đã cướp bảo vật mà người khác vất vả tìm kiếm sao? Trong lòng hắn dâng lên cảm giác ấy nấy. Nhất là khi nghĩ đến việc mình còn đánh bị thương không ít người, hắn càng cảm thấy ấy nấy hơn nữa. Nếu gặp được chủ nhân của nó, ta sẽ trả lại bảo vật này cho họ. Tuy bảo vật này tốt, nhưng bảo vật trên đời nhiều vô số, ta tìm bảo vật vô chủ khác là được. Trần Thực đứng trên thuyền hoa, sương mù xung quanh ngày càng dày đặc, khó phân biệt phương hướng. Hắn không biết đường, bèn dập tắt phong phù trên thuyền, tránh cho thuyền hoa đi lạc. Thuyền hoa là bảo vật của thuyền cô, chắc nàng ta sẽ không bỏ nó, nhất định sẽ quay lại tìm. Trần thực đợi một lúc lâu, hát qua sủa hai tiếng, trời sắp tối mà thuyền cô và sa bà bà vẫn chưa quay lại, hắn không khỏi sốt ruột. Vô vọng thương là pháp bảo của vô vọng phủ quân, giao cho ta là để ta đi tìm đầu bút của phán quan bút, giờ đầu bút chưa tìm thấy, vô vọng thương cũng bị cướp mất. Làm sao quay về báo cáo với phủ quân đây, nếu tay trắng trở về vô vọng thành, chắc lưỡi hắn sẽ không cánh mà bay mất thôi. Trần Thực không ngồi yên được nữa, đứng dậy nói, hắc qua, ngươi ở lại trên thuyền trong xe, ta đi tìm vô vọng thương và đầu bút kia, y vừa đứng dậy, hắc qua đã đặt móng vuốt lên vai y, Trần Thực quay đầu lại, thấy hắc qua lắc đầu, chỉ vào hương trong xe. Trần Thực bừng tỉnh, cười nói, ta lo lắng quá nên hồ đồ, suýt quên mất, phải cho tiểu tử này ăn no đã. Hắn nâng u tuyền du long kiếm lên, lấy ra ba bó hương, châm lửa, cắm trước u tuyền du long kiếm. Con rồng nhỏ trong kiếm hấp thụ hương khói, ban đầu còn thoải mái, rất say mê, nhưng dần dần có phần choáng váng, lão đảo trong kiếm, như say rượu. Trần thực thấy vậy, vội vàng dập tắt hai bó hương. Nhưng dù chỉ còn lại một bó, con rồng nhỏ trong kiếm cũng không chịu nổi, cứ như bị ép uống rượu. Cuối cùng trần thực chỉ để lại ba nén hương, nó mới trở lại bình thường. Trong lúc Trần thực thắp hương, hát qua đã câu được mấy con cá lớn, bắt nồi nấu cá, ra hiệu bảo hắn đừng vội, ăn cơm xong rồi đi. Trần thực đành phải ở lại trên thuyền ăn cơm, chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn, mặt trăng lên cao. Nhưng sương mù vẫn chưa tan, trên mặt hồ một mảnh trắng xóa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng long ngâm khiến người ta kinh hãi. Tiếng long ngâm vẫn còn, chứng tỏ vô vọng thương không hàng phục được ngòi bút, ngược lại bị ngòi bút dụ dỗ, không làm thương nữa mà đi làm rồng rồi. Trần thực khẽ cao mày. Giờ đây, chỉ có thể hy vọng vào chút hương khói hắn đã cúng bái trước đó, mong rằng còn chút tác dụng. Nếu không, với tu vi và thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối không thể nào hàng phục được cây phán quan bút hoàn chỉnh. Hắn ăn xong bữa tối, u tuyền du long kiếm hấp thụ hương khói, cũng ăn no nê, bụng tròn vo, đang nằm trong kiếm thoải mái xoa bụng. Trần thực tay kết kiếm quyết, tâm niệm vừa động, lập tức có cảm giác tâm ý tương thông với ấu long trong kiếm này. Kiếm chỉ của hắn khẽ động, u tuyền du long kiếm cũng từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung, di chuyển theo kiếm chỉ của hắn. Trần thực kiếm chỉ đâm, đỡ, gạt, chém, lia, kiếm như rồng bay, theo kiếm quyết của hắn mà thi triển các chiêu thức đâm, đỡ, mây, chém, lia, kiếm tựa vệt sáng, thoát ẩn thoát hiện, nhanh chóng vô cùng, thậm chí còn nhanh hơn kiếm khí tử ngọ trảm tà kiếm của trần thực cấp mấy lần, Trần Thực vừa mừng vừa kinh hãi. Thanh kiếm này thật sự rất hợp với ta, hắn lại nghĩ đến việc mình đoạt bảo kiếm của người khác, thầm nghĩ. Thôi, vật này tuy tốt nhưng dù sao cũng không phải ta tìm được. Đợi tìm được chủ nhân của nó thì trả lại cho hắn là được. Hắc qua, ngươi và xe gỗ ở lại đây, Trần Thực tung người nhảy khỏi thuyền hoa, tiến vào trong màn sương, U tuyền du long kiếm đi theo hắn, lơ lửng ở cửa ngôi miếu nhỏ sau đầu hắn, cách hắn chỉ nửa thước. Cho dù Trần Thực di chuyển về hướng nào, nó vẫn luôn giữ khoảng cách nửa thước với hắn không hơn không kém đột nhiên một cơn gió hồ thổi tới sương mù tan đi một chút ánh trăng từ trên cao chiếu xuống rọi lên du lông kiếm bảo kiếm phản chiếu ánh trăng ánh sáng như một dòng suối u minh chảy qua nơi nào được chiếu rọi cảnh tượng cõi âm hiện ra rõ ràng tựa như thuận theo dòng suối mở ra một con đường tiến vào cõi âm đi qua u tuyền có thể tiến vào cõi âm không trần thực nhìn vào dòng u tuyền tựa như du lông dưới ánh trăng kia trong lòng khẽ động mặc dù hắn đã từng tế luyện thanh kiếm này nhưng cũng chỉ là vận dụng u tuyền du long kiếm để thi triển một số kiếm chiêu đơn giản thanh bảo kiếm này có chỗ đặc thù gì hắn hoàn toàn không biết hắn đang muốn men theo u tuyền bước vào cõi âm bỗng nhiên sương mù ập tới ánh trăng phản chiếu trên thân kiếm biến mất u tuyền thông đến cõi âm cũng biến mất không thấy tâm hơi trong lòng trần thực khẽ động thanh kiếm này dựa vào ánh trăng phản chiếu u tuyền hạn chế rất lớn phải đến ban đêm mới có thể thi triển công dụng này đối với người khác mà nói, có lẽ là vô dụng, nhưng trong ngôi miếu nhỏ của ta cũng có ánh trăng, bầu trời trong ngôi miếu nhỏ sau đầu hắn chính là bầu trời của tổ địa hoa hạ thần châu, không chỉ có ánh mặt trời, đợi đến đêm xuống ở tổ địa, còn có ánh trăng chiếu rọi đến. Trần thực ngày ngày tu hành, đều dựa vào ngôi miếu này để hấp thu nhật nguyệt tinh tam quan chính khí, tăng tiến tu vi thực lực. Điều mấu chốt hơn chính là, cho dù tổ địa không phải là ban đêm, không phải là thời điểm trăng lên, Hắn cũng có thể vận dụng công pháp hấp thu ánh trăng, nói cách khác, U Tuyền Du Long kiếm có thể luôn luôn bắn ra u tuyền, hắn có thể tiến vào cõi âm bất cứ lúc nào, nghĩ là làm, hắn lập tức vận dụng thanh kiếm này, chỉ thấy trong ngôi miếu nhỏ có ánh trăng xuyên thấu đến, chiếu rọi lên U Tuyền Du Long kiếm, u tuyền vừa biến mất lại một lần nữa xuất hiện, huấn lượng quanh co, mở ra một con đường thông đến cõi âm. Trần Thực lập tức lội dòng suối lấp lánh ánh trăng men theo dòng suối đi về phía cõi âm. Dòng suối kia phản chiếu ánh trăng, vần trăng dưới chân hắn vỡ vụn, rồi lại tụ hợp, rồi lại vỡ vụn, rồi lại tụ hợp. Mặt hồ bốn phía mù sương, tiếng sóng, tiếng long ngâm, tất cả đều biến mất. Trần thực đến cõi âm, bước chân đặt xuống mặt biển phẳng lặng như gương, không một gợn sóng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, trong nước có hình bóng phản chiếu của hắn, là một bộ xương khô mặt y phục trên bầu trời có một con quạ đen vỗ cánh bay qua, kêu lên, Nam Minh, Nam Minh. Nam kia không qua được, người bước vô số bước. Nam Minh, Nam Minh. Quan hồn chìm nơi đây, thì cốt ngươi như núi, con quạ đen kia mọc lông vũ nhưng trên người lại không có chút máu thịt nào, chỉ còn lại xương cốt, đầu là một cái đầu lâu người nhưng lại mọc ra mỏ chim. Trần thực nghe thấy lời của con quạ đen kia, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy ngoài hài cốt của mình ra, dưới mặt nước còn có vô số khuôn mặt, đang ngửa đầu trừng mắt nhìn hắn đây là những quỷ hồn trong biển nam minh theo lời con quạ đen đầu người kia những quỷ hồn ở đây đi lại trên biển nam minh vĩnh viễn không đi đến cuối cùng cho nên không đi nữa chìm xuống nước vậy thì dưới đáy nước còn có ánh mắt trần thực lướt qua những khuôn mặt của quỷ hồn mơ hồ nhìn thấy phía dưới nam minh là từng ngọn núi trắng xóa chất đầy xương cốt tim hắn đập thình thịch lúc này hắn phát hiện hai chân mình đang chìm xuống nước vội vàng bước về phía trước hắn bước đi trên mặt nước chỉ cần dừng lại thân thể sẽ từ từ chìm xuống nam minh hẳn là cảnh tượng hùng vĩ do đại nam hồ ở dương giang hình thành tại cõi âm đại nam hồ ở dương giang rộng hàng trăm dặm giống như biển cả ở trong đất liền nhưng ở cõi âm lại trở nên mênh mông vô bờ bến không nhìn thấy điểm cuối con quạ đen kia bay tới bay lui trên đầu trần thực dường như đang chờ hắn kiệt sức ngã xuống biển nam minh con quạ đen xấu xa này đang chờ ta chết Trần Thực thầm cười trong lòng, nhưng nó làm sao biết được, ta có thể trở về dương gian bất cứ lúc nào, chờ đã, thân thể hắn khẽ rung lên, u tuyền du long kiếm có thể mở ra cõi âm, để thân thể hắn tiến vào cõi âm. Nhưng mà, u tuyền du long kiếm, có thể mở ra dương gian hay không, hắn vội vàng thúc giục ngôi miếu nhỏ, dùng ánh mặt trời trong miếu chiếu rọi lên du long kiếm, du long kiếm chỉ phản chiếu ánh mặt trời, không có chút dị thường nào. Trần Thực lại dùng ánh trăng trong miếu chiếu rọi lên thanh kiếm này, du long kiếm ở cõi âm bị ánh trăng chiếu rọi, không có chút phản ứng nào. Nguy rồi, nguy rồi. Rõ ràng thanh kiếm này có thể hóa thành vật khổng lồ hình rồng, có thể tự do xuyên qua hai giới âm dương, giao chiến với đám cao thủ kia, tại sao bây giờ lại không được, Trần Thực thử đi thử lại nhiều lần, U tuyền du long kiếm vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Hắn bãi mê thử nghiệm, quên mất việc di chuyển, hai chân đã chìm xuống mặt biển ngập đến eo trần thực vội vàng nhấc chân bước về phía trước lập tức lại đứng trên mặt biển hắn xác định một hướng tăng tốc bay về phía trước biển nam minh vô cùng rộng lớn mênh mông vô tận mặt biển phẳng lặng tĩnh mịch đến đáng sợ trần thực đi rất lâu đột nhiên nhìn thấy phía trước có bóng người trong lòng hắn mừng rỡ vội vàng đuổi theo huynh đài chờ ta với huynh đài hắn đuổi đến nơi mới thấy người đang đi trên mặt biển kia không phải là người mà là một vong hồn đó là một lão già tiều tụy như gỗ ngục hai mắt vô thần đi về phía trước thần sắc đờ đẫn chắc đã đi trên mặt biển này không biết bao lâu rồi lão văn trần thực vừa nói ra lời này vong hồn lão giả kia như đột nhiên mất đi tất cả hy vọng thở dài một tiếng chậm rãi chìm xuống biển nam minh trần thực định thần lại tiếp tục đi về phía trước Hắn gặp càng nhiều người đang di chuyển, loạn chọn đi trên mặt biển, liên tục có người chìm xuống biển, trở thành một trong những khuôn mặt ngước nhìn trên mặt biển. Xương cốt của bọn họ thì chìm xuống đáy biển, trở thành một phần của núi xương trắng dưới đáy biển. Trần Thực nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy bi thương. Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện, chiếm cứ tâm trí hắn. Thạch cơ, ngươi có thể hấp thu núi xương trắng dưới đáy biển này không? trần thực đánh thức thạch cơ nương nương trên thần đàn của ngôi miếu nhỏ hỏi bởi vì thạch cơ nương nương mọc ra tứ chi nhỏ bé cần rất nhiều ma khí hoặc xương trắng để tu luyện khôi phục thân thể những ngày này trần thực vẫn luôn ở nhà nếp nếp lại luôn bám dính lấy trần thực khiến nàng không dám lộ diện cho nên chỉ có thể ngủ say dưỡng sức lúc này bị trần thực đánh thức nàng còn không biết mình đang ở đâu đợi đến khi nhìn rõ xung quanh kinh ngạc nói thượng sứ ngươi chết rồi sao ai làm việc thiện giết ngươi vậy, ngươi mới chết, Trần Thực bực bội nói, mau nhìn xem, ngươi có thể hấp thu núi xương trắng trong biển này không, thạch cơ nương nương bước ra khỏi ngôi miếu nhỏ, đi tới cửa miếu, nhìn xuống phía dưới Nam Minh, trong lòng khẽ động, thả người nhảy xuống ngôi miếu nhỏ, đứng trên mặt nước. Thân thể nàng nhỏ bé như chân kiến, nhưng cái đầu lại to lớn, có chu vi hơn một trượng, tỷ lệ lớn nhỏ kỳ lạ, nhưng lại đứng rất vững, cúi đầu nhìn chăm chú cảnh tượng dưới mặt nước. Nương nương, cẩn thận đừng để gãy cổ trần thực lo lắng nhắc nhở thượng sứ yên tâm thân thể mới mọc ra của ta tuy nhỏ bé nhưng cũng là thân thể ma thần trên thế gian này không mấy kẻ có thể làm ta bị thương thạch cơ nương nương cười nói làm sao có thể cúi đầu xuống mà gãy cổ được núi xương trắng dưới mặt nước này thượng sứ có biết lai lịch không trần thực nói quá nửa chỉ là ảo ảnh ngươi xem dưới mặt nước cũng có bóng của ta bóng của ta chính là một bộ xương khô. Thạch cơ nương nương cười khanh khách, thượng sứ, kiến thức của ngươi vẫn còn nông cạn lắm. Đây là Nam Minh, là biển U Minh, dưới nước không thể hiện ra thân thể, chỉ có thể hiện ra cảnh tượng sau khi chết. Sau khi ngươi chết, chẳng phải là một bộ xương khô sao, nàng là loại người hơi chút đắc thế là kiêu căng, hơi gặp chút trắc trở là sợ hãi, lúc này lại có chút đắc ý, nói năng không khỏi càng rỡ thêm vài phần, ví dụ như thượng sứ, sau khi ngươi chết được chôn trong đất qua vài năm máu thịt đều tan biến chỉ còn lại xương cốt ở dương giang xương cốt của ngươi ngâm nước dưới lòng đất nhưng ở cõi âm xương cốt của ngươi sẽ rơi xuống đáy biển minh hải cùng với những xương khô ở gần đó chất đóng thành núi nam minh chính là đại nam hồ ở dương giang cái đầu to lớn của nàng cúi xuống cánh tay mảnh khảnh như sợi chỉ giơ lên chỉ về phía những người vẫn đang đi lại trên mặt biển nói ngươi xem những vong hồn này Bọn họ là những người đã chết, được chôn dưới đất, thi thể đã bắt đầu phân hủy nhưng vẫn chưa hoàn toàn phân hủy. Bọn họ đi lại trên biển, cứ đi mãi, vĩnh viễn không đi đến cuối, kỳ thực chính là quá trình thi thể của bọn họ phân hủy. Đợi đến khi thi thể của bọn họ hoàn toàn phân hủy, chỉ còn lại xương cốt, vong hồn sẽ tuyệt vọng, chìm xuống đáy nước. Trong mắt nàng lóe lên vẻ hưng phấn, cười nói, năm đó khi ta mới đến Tây Ngưu Tân Châu, nơi này còn chưa hình thành minh hải. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, nơi này lại hình thành núi xương trắng dưới đáy biển, Trần Thực nói, nương nương có thể hấp thu những xương trắng này, khôi phục chân thân không, đương nhiên có thể, thạch cơ nương nương hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn, càng thêm càng rỡ, cười nói, nương nương ta rốt cuộc cũng có thể khôi phục chân thân rồi. Na tra, thái ớt lão nhi, nương nương ta đến Tân Châu Quả là không sai. Nương nương ta khôi phục chân thân, sẽ đấm thái ớt lão nhi, đá na tra tiểu tử. Hắc hắc, toàn bộ Tây Ngư Tân Châu, có kẻ nào dám thở mạnh, trần thực thúc giục, nương nương đừng vội đắc ý, hãy hấp thu những núi xương trắng này rồi hãy nói. Cẩn thận kẻo cõi âm có âm sai hoặc cường giả nào đó đến đuổi chúng ta đi, thạch cơ nương nương cười nói, tiểu thập à, nương nương ta sắp vô địch rồi. Chân thân của bổn cung sắp đại thành, còn sợ gì âm sai nữa chứ? Chỉ sợ hắn không đến, nếu không âm sai cũng phải quỳ xuống làm cháu trai cho bổn cung. Tiểu thập, sau này bổn cung sẽ che chở cho ngươi, ngươi muốn làm gì ở cõi âm cũng được, trần thực vân vân dạ dạ, lại lần nữa thúc giục. Lúc này thạch cơ nương nương mới thu lại vẻ mặt vênh váo, phát động ma công, hấp thu thạch tính của núi xương trắng dưới đáy biển. Dù sao nàng cũng là ma thần, tốc độ hấp thu thạch tính cực nhanh, chẳng mấy chốc núi xương trắng dưới đáy biển liền sụp đổ từng mảng lớn, hóa thành bột phấn núi xương trắng sụp đổ mặt biển vốn phẳng lặng như gương cũng nổi lên sóng lớn sóng biển càng lúc càng lớn sóng thần nổi lên bốn phía cuồn cuộn mãnh liệt khí thế càng lúc càng lớn càng lúc càng kinh người những vong hồn trên mặt biển nam minh lại dường như không hề hay biết tiếp tục di chuyển bất kể sóng biển cao bao nhiêu sóng thần đáng sợ đến mức nào bọn họ vẫn luôn có thể bước đi trên đỉnh sóng không bị đánh ngã xuống cảnh tượng này không hề hợp lý nhưng nơi này là cõi âm lại không có gì là hợp lý. Núi xương trắng dưới đáy biển tuy là xương cốt của người phàm, nhưng tích tiểu thành đại, thạch tính ẩn chứa bên trong cực kỳ khủng khiếp, chỉ thấy thân thể nhỏ bé như kiến của thạch cơ nương nương dần dần lớn lên, biến thành thân hình gầy guộc như cây sậy, cao hơn gấp mấy chục lần. Chỉ trong chốc lát, thân thể dưới cổ của nàng đã cao khoảng một thước, vẫn đang tiếp tục cao lên. Trần thực thấy sóng biển càng lúc càng cao, cảnh tượng xung quanh càng lúc càng đáng sợ, trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, nương nương, động tĩnh ở đây e rằng sẽ kinh động đến âm sai lân cận, chúng ta đổi chỗ khác thôi, thạch cơ nương nương cười khanh khách nói, âm sai. Bổn cung bây giờ còn sợ gì âm sai nữa? Cho dù là ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường đến đây, để bốn huynh đệ bọn chúng cùng xông lên, bổn cung cũng chẳng sợ chút nào, trên không trung vang lên tiếng quạ kêu quát quát, con quạ đen đầu người đi theo giám thị trần thực đang rất hoảng loạn, vỗ cánh muốn lao vào tấn công thạch cơ nhưng lại không dám, dường như cảm nhận được thạch cơ cực kỳ nguy hiểm. Tiểu tử, ta sẽ hấp thu cả ngươi nữa ánh mắt thạch cơ nương nương lộ vẻ hung ác chỉ cần một cái liếc mắt xương cốt của con quạ đen đầu người lập tức phân hủy chỉ còn lại lông vũ bay lả tả xuống thạch cơ nương nương đắc ý vô cùng cười nói tiểu thập thủ đoạn của bổn cung thế nào trần thực còn chưa kịp trả lời đột nhiên vang lên tiếng vỗ cánh vo ve trần thực theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trên mặt biển nam minh có thứ gì đó bay tới đen kịch một mảng rõ ràng là vô số tà ma đầu ông thân người và đầu người thân ông những con ông này mặc y phục màu vàng đen xen lẫn bay tới từ trên không trung khí thế hung hăng bầy ông của a chuyết thúc thúc trần thực sững sờ thúc ấy cũng ở cõi âm sao chẳng phải thúc ấy đang làm tà ma ở nam đại hồ à tại sao lại xuất hiện ở cõi âm hắn vừa mới nghĩ đến đây đã thấy bầy ông ào tới có con ông đầu người ở xa xa hô lớn yêu nghiệt phương nào dám xông vào nam minh gây sóng gió làm hại độ nha mà chủ nhân nhà ta nuôi dưỡng chỉ trong nháy mắt thân thể dưới cổ của thạch cơ nương nương đã cao tới ba bốn thước cái đầu to tướng lớn hơn một trượng cười nói tiểu thập đừng sợ thực lực của bổn cung giờ đã khác xưa rồi chỉ là đám tà ma dễ như trỏ bàn tay thôi nàng bay lên trời đôi chân ngắn đạp gió mà bay lơ lửng trên không trung hô lớn các ngươi là yêu nghiệt phương nào có biết nguyệt du tinh quân thạch cơ nương nương không lời nàng còn chưa dứt vô số con ong đã quay mông về phía trước ca nhọn sắc bén như mũi giáo Phúc phúc phúc, vô số gai nhọn mang theo hàng quang bắn về phía thạch cơ. Ánh sáng lập lòe, không giống với cảnh tượng đạo Pháp của nhân gian. Nương nương cẩn thận. Trần thực cao giọng nói. Thạch cơ nương nương cười nói, tiểu thập nhìn cho kỹ. Bổn cung chỉ cần vung tay áo lên, là có thể khiến chúng hóa đá, nàng vung tay áo, lập tức vô số con ong phía trước hóa thành đá, từ trên không trung rơi rụng xuống biển Nam Minh, nhưng những gai nhọn như mũi giáo bắn tới kia lại không bị hóa đá. Ồ! Pháp thuật cõi âm. Có chút bản lĩnh đấy, thạch cơ nương nương không hề né tránh, cười nói, chân thân của ta vô địch thiên hạ, bất kỳ pháp thuật nào cũng không thể làm ta bị thương phập 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 phập, hàng ngàn gai nhọn mang theo hàng quan bắn tới, chỉ trong nháy mắt cắm đầy mặt thạch cơ nương nương. Trần thực nhìn mà kinh hãi, chỉ thấy mặt thạch cơ nương nương nhanh chóng chuyển sang màu đen, chắc là trúng độc rồi. Phúc phúc phút lại một loạt đuôi độc như mũi giáo bắn tới thân thể nhỏ nhắn dưới đầu của thạch cơ nương nương cũng bị cắm đầy ga nhọn rõ ràng thạch cơ nương nương đang lúng cuốn lập tức xoay người bỏ chạy chỉ nghe tiếng vút vút không dứt đuôi độc bay tới chỉ trong nháy mắt sau gáy sau lưng và hai chân nàng ta đều bị cắm đầy ga nhọn thạch cơ bị cắm thành một con nhím lớn thân trúng kịch độc tay chân mất khống chế pháp lực cũng không điều động được rơi từ không trung xuống trần thực cuốn quyết nghĩ cách cứu viện lại thấy những con ong độc tà ác trên không trung đang hướng về phía hắn viu 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 gai độc như mây đen kịt một mảnh bắn về phía hắn ngừa tường toen một nhà a à, chuyết là thúc thúc của ta trần thực cuốn quyết quát to một tiếng phi thân tránh né lại thúc giục u tuyền du Long kiếm ngăn cản nhưng mà từng đạo gai độc kia giống như không có thực thể du lông kiếm không thể chạm đến chút nào viu 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 mặt trần thực trúng liền mấy cây gai độc vội vàng che mặt tiếp theo bụng đau đớn bị độc đâm xuyên vào người, trần thực miệng sùi bọc mép, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dãy dụa kêu lên. A à, Chuyết là thúc thúc của ta, đám ông vỗ cánh bay tới, cũng không biết có nghe thấy hay không. Qua một lúc lâu, trần thực mơ màng tỉnh lại, chỉ thấy mình đang bay trên trời, tay chân bị trói chặt, treo ngược lên. Cả người hắn tê dại, cố gắng quay đầu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bầy ông đang túng lấy hắn bay trên mặt biển. Cai độc trên người đã được nhổ ra, có điều toàn thân vẫn tê liệt, ngay cả nguyên anh cũng tê liệt bên cạnh chính là thạch cơ nương nương cũng bị treo ngược có điều thân thể quá nhỏ còn đầu quá to trông khá buồn cười trên người thạch cơ cắm đầy gai độc vẫn chưa tỉnh lũ ong độc này đối xử với ta ưu ái như vậy nhất định là do tiếng a truyết thúc thúc của ta có tác dụng trần thực hơi yên tâm bầy ông mang theo trần thực và thạch cơ nương nương bay rất lâu cuối cùng đến một vùng đất hẳn là hòn đảo ở biển nam minh nhưng diện tích rất lớn. Trên đảo núi non trùng điệp, quái thạch lởm chởm, hùng vĩ vô cùng. Trên núi có nhiều quỷ quái, da màu chàm, mặt mũi hung dữ đáng sợ, miệng mọc răng nanh, tay cầm cương xoa, trên người mặc vải rách lột từ người chết, che hạ thể. Tiểu quỷ mà Trần Thực gặp ở chỗ vô vọng phủ quân, sau khi trưởng thành chắc sẽ có bộ dạng này. Chúng cao hơn người thường rất nhiều, thấy Trần Thực và Thạch Cơ Nương Nương bị bầy ong treo ngược trên không trung, Bèn lấy cương xoa đâm Trần Thực và Thạch Cơ. Trần Thực vội vàng tránh né, suýt bị chúng đâm vào bụng. Mấy con ong đầu người bay tới, đánh vào những cây xoa đó, quát, "Phạm Nhân nói hắn là cháu của chủ thượng, giết chết, các ngươi chờ mà chịu tội, lũ quỷ quái kia không đâm Trần Thực nữa, chuyển sang đâm Thạch Cơ nương nương." Thạch Cơ nương nương dù đã hôn mê nhưng toàn thân vô cùng cứng rắn, chúng đâm không được, đành phải bỏ qua. Nhưng dọc đường quỷ quái quá nhiều, mỗi con quỷ quái nhìn thấy bọn họ đều muốn đâm vài cái khiến cho lũ ông đầu người kia bận tối mắt tối mũi cuối cùng lũ ông mang theo trần thực và thạch cơ nương nương đến trước một tòa cung điện cổ ở trung tâm hòn đảo thả bọn họ xuống trần thực vẫn tê liệt toàn thân không thể cử động chỉ có thể miễn cưỡng đảo mắt phía trước cung điện hai bên trái phải mỗi bên đứng một hàng người ông hai chân bốn tay hai tay cầm một cây xoa ba mũi đứng thẳng tắp không nhúc nhích trên tấm biển trước cung điện, viết quỷ văn, không hiểu là gì. Lúc này, trong cung điện có một con ong lớn ăn mặc chỉnh tề đi ra, có vẻ như là thủ lĩnh của loài ong, to hơn những con ong khác mấy lần, có đầu người nhưng trên trán mang hai cái râu dài, liếc nhìn trần thực và thạch cơ nương nương, nói, đây là người phương nào, tên đầu to là phạm nhân gây náo loạn Nam Minh, bên cạnh là đồng bọn của ả, một con ong đầu người nói, tên đồng bọn nói, hắn là cháu của chủ thượng cháu của chủ thượng, tên quan ông kia vội vàng tiến lên, không người, vỗ vào mặt Trần Thực, kinh ngạc nói, bộ dạng quả thật giống cháu của chủ thượng. Nhưng mà, vẫn phải hỏi một câu. Ngươi tên là gì? Trần Thực chỉ có thể đảo mắt. Quan ông nói, các ngươi hạ độc hắn, ông đầu người nói, trước đó không biết là cháu của chủ thượng nên ra tay hơi nặng. Quan ông vội vàng cho Trần Thực uống một viên sáp hoàng, đợi một lát, thấy Trần Thực hơi cử động được, vội vàng hỏi Ngươi họ gì tên gì? Quê quán ở đâu? Trong nhà còn ai? Cơ bắp ít hầu trần thực miễn cưỡng cử động được, nói chuyện còn hơi khó khăn, nói, ta là người tân hương càng dương sơn, họ trần tên thực. Trong nhà không còn ai, vốn có một gia gia, tên là Trần Dần Đô, đã qua đời rồi. quan ông vội vàng nói, đúng là cháu của chủ thượng rồi. Nhanh lên! Mang thêm giải độc đang tới, mấy con ông đầu người vội vàng lấy giải độc đang tới cho trần thực uống trần thực chỉ cảm thấy thân thể miễn cưỡng cử động được nhưng nguyên anh vẫn còn tê liệt không thể động đậy tên quan ông kia không người hai tay đỡ hắn đi vào cung nói tiểu chủ đi chậm một chút vừa rồi hạ nhân không biết tiểu chủ giá lâm nên ra tay hơi nặng người đâu treo ả đàn bà đầu to kia lên tiểu chủ đi lối này nguyên anh của ngài không sao chỉ cần thân thể hồi phục ngài từ từ thôi thúc khí huyết dùng khí huyết vận chuyển dược lực giải độc cho nguyên anh là được có cần đánh roi ả đàn bà đầu không một con ông đầu người hỏi quan ông nói chưa cần đánh vội đợi chủ thượng về rồi hãy nói trần thực yếu ớt nói ả đàn bà đầu to là bằng hữu của ta có thể tha cho ả không quan ông do dự một chút nói ả phá vỡ quy cũ của âm tàu phong phủ chúng ta nam minh này do âm tàu phong phủ chúng ta quản lý thôi vậy, nể mặt tiểu chủ, trước tiên thả ả xuống, cho ả uống hai lạng giải độc đan, đừng giải hết độc cho ả kẻo ả tỉnh lại làm ầm ĩ, lũ ông nhận lệnh rời đi. Quan ông đỡ trần thực đi qua hành lang đỏ thắm, rất nhiều ông nữ đi tới, y phục như lụa xanh, có khuôn mặt nữ tử, dáng người yểu điệu, eo ông thon thả, nhao nhao nói, chủ bộ, chúng ta tới hầu hạ tiểu chủ. Làm phiền các ngươi rồi. Quan ông nói, các ngươi đỡ tiểu chủ, cho hắn uống chút nước mật ong, để hắn ngủ một giấc, giải độc. Lũ ông nữ vân dạ, đỡ Trần Thực đến một gian phòng thơm, trong phòng thơm ngát, chăn đệm mềm như mây, chúng đưa Trần Thực lên giường, đỡ eo Trần Thực, cho uống chút nước mật ong. Ông nữ buông màn xuống, canh giữ ở ngoài màn. Trần Thực mơ màng ngủ thiếp đi, mồ hôi ướt đẫm, độc trên người cũng theo mồ hôi mà giải. Hắn ngồi dậy, thấy không biết lúc nào trên người đã được thay một bộ y phục, y phục cũ vì bị gai độc đâm thủng, trách rất nhiều lỗ, chắc là lũ ông nữ kia thay lúc hắn ngủ. Hắn thúc đẩy khí huyết, giải độc cho Nguyên Anh. Ngoài màn vang lên giọng nói của một cô gái, tiểu chủ tỉnh rồi sao? Muốn dậy tắm rửa không? Ta cho người chuẩn bị nước. Trần Thực nói, ta đang giải độc cho Nguyên Anh, chưa cần chuẩn bị nước vội. Cô gái kia đi tới, vén màn lên, treo màn lên móc vàng hai bên, cười nói, chủ thượng đã về rồi, đang đợi gặp tiểu chủ. Công tử có thể vừa tắm vừa giải độc. Nàng là loại thiếu nữ có tỷ lệ eo và thân rất đẹp, có khuôn mặt xinh xắn, cười rất tươi. Nếu không phải trên trán nàng có hai cái râu, chắc sẽ khiến người ta tưởng nàng là nữ tử nhân tộc. Nàng cũng nhanh nhẹn, hai tay đỡ trần thực, hai tay kia giúp trần thực chỉnh trang y phục. Trần thực xuống giường, thấy dưới đất có một đôi giày mới, chắc là ông nữ thay ông nữ đỡ trần thực đi tới một gian phòng khác trong phòng đã có mấy ông nữ mang nước nóng tới đổ vào thùng gỗ lớn lúc trần thực đi tới nước trong thùng đã gần đầy ông nữ kia muốn cởi quần áo cho hắn trần thực vội vàng che quần nói tỉ tỉ để ta tự làm ông nữ cười nói tiểu chủ ngại gì chứ vừa rồi cũng là ta thay y phục có gì mà chưa thấy trần thực đỏ mặt nói thôi tỉ tỉ để ta tự cởi là được Ông nữ cười nói, được rồi, được rồi. Ngươi tự cởi đi. Tỷ tỷ đi xa một chút, không được nhìn. Ông nữ nghe lời đi ra sau bình phong, cười nói, ta không nhìn ngươi. Một lát sau, nàng nhịn không được nói, tiểu chủ, vừa rồi ta đã nhìn thấy hết rồi. Trần thực đỏ mặt, cởi quần áo, nhảy vào thùng tắm. Ông nữ kia nghe thấy tiếng nước, bèn đi ra khỏi tấm bình phong, trần thực vội vàng nói, tỷ tỷ vào đây làm gì? Ra ngoài, mau ra ngoài, đương nhiên là giúp tiểu chủ tắm rửa. Ông nữ cười hì hì nói, nếu ta không giúp ngươi tắm, làm sao ngươi có thời gian giải độc trong nguyên anh, trần thực đỏ mặt tí tai, lúng cuốn ngồi trong thùng tắm, ông nữ kia cầm khăn lụa, giúp hắn lau người, cười nói, tiểu chủ cũng là người tu hành, sao lại động tâm? Ta nghe chủ thượng nói, người tu hành phải vững như Thái Sơn, không bị sắc đẹp cám dỗ, thấy sắc mà không động lòng sao tiểu chủ lại tim đập loạn nhịp thế, trần thực nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, nói, xin nghe lời dạy bảo. Nói xong, bèn để mặt nàng giúp mình lau người, còn bản thân thì tập trung thúc đẩy khí huyết, luyện hóa độc tố còn sót lại trong nguyên anh. Độc ông này hẳn là kỳ độc được bầy ông tôi luyện kỹ lưỡng, trong đó hẳn là có lẫn khí độc, chướng khí của cõi âm, chúng phải sẽ bị tê liệt toàn thân, ngay cả hồn phách cũng trúng độc, cực kỳ lợi hại nhưng Trần Thực đã uống rất nhiều giải độc đan, thay thế khí huyết có độc trong Nguyên Anh, chẳng bao lâu sau đã giải được độc tố của Nguyên Anh. Hắn mở mắt, nói, tỷ tỷ, đây là nơi nào? Ông nữ cười nói, tiểu chủ không thể gọi ta là tỷ tỷ, ta tên Phong Linh Nhi, tiểu chủ gọi ta Linh Nhi là được. Nàng dừng một chút, nói, nơi này gọi là Nam Minh Phong Phủ, là nơi ở của Phong Soái trong âm Soái. Phong Soái trong âm Soái, Trần Thực hơi khó hiểu, nói, âm Soái có những ai, tướng soái cõi âm có nhật đại du thần hắc bạch vô thường ngưu đầu mã diện quỷ vương báo vĩ điệu chủy ngư tai hoàng phong phong phủ là nơi ở của phong soái phong linh nhi vừa lau ngực cho hắn vừa cười nói chủ thượng chính là âm soái có binh quyền ở cõi âm quản lý sinh lão bệnh tử của loài côn trùng trần thực nghi ngờ nói linh nhi a à chết thúc thúc đã qua đời rồi sao nếu không tại sao lại làm phong soái ở cõi âm Phong Linh Nhi lắc đầu nói, chủ thượng đang tuổi tráng niên, sao có thể qua đời, Trần Thực vẫn không hiểu, Phong Linh Nhi cười nói, chủ thượng tuy là người dương gian, nhưng có thể hành xử thần quyền cõi âm ở dương gian. Trần Thực chợt hiểu, hắn từng nghe Gia Gia nói, trên đời này có người khi còn sống đã đảm nhiệm chức vụ ở cõi âm, ví dụ như ở dương gian có người làm quỷ sai, âm sai, giúp cõi âm bắt những ác quỷ trốn vào dương gian gây họa. Loại người này, gọi là hoạt âm sai, hoạt vô thường còn có người tuổi thọ đã hết, nhưng lại dựa vào các loại thuật pháp để trốn tránh cái chết, nên cần hoặc âm sai, hoặc vô thường đi bắt, áp giải đến địa phủ xét xử. Trước đây Trần Thực chỉ nghe nói, không ngờ người nuôi ông A Chuyết lại là một hoạt âm soái như vậy. Đúng rồi, tiền thân của Niếp Niếp, hình như là một hoạt diêm la ở tổ địa Thần Châu, lúc còn sống đã làm diêm la vương. Trần Thực thầm nghĩ. Tiểu chủ co chân lên, ta lau chân cho ngươi. Phong Linh Nhi nói trần thực vội vàng nói không cần phong linh nhi nói vậy ngươi đứng lên ta lau cho ngươi trần thực đỏ mặt ấp úng nói linh nhi ta tự tắm là được rồi phong linh nhi cười khúc khích ngươi ấy cũng là tu sĩ sao lại động tâm nữa rồi được rồi ngươi tự tắm đi nàng đưa khăn lụa cho trần thực đi ra sau bình phong trần thực vội vàng đứng dậy tự mình kỳ cọ hắn đổ mồ hôi trên người bài tiết ra rất nhiều mồ hôi lẫn độc tố và máu bẩn mùi hôi bốc lên quả thật phải kỳ cọ cho sạch sẽ trần thực tắm xong lau khô người bước ra khỏi thùng tắm đi lấy quần áo phong linh nhi nghe thấy tiếng động bèn đi ra từ sau bình phong cười nói tiểu chủ ta giúp ngươi mặc quần áo trần thực vội vàng che hạ thân quay lưng lại nói trở về đi ngươi mau trở về đi phong linh nhi cười hì hì nói che cái gì chứ vừa rồi thứ cần xem đã xem hết rồi, nàng thấy Trần Thực muốn nhảy vào thùng tắm, vội vàng nói, không giúp không giúp. Bộ y phục vừa rồi là ngươi mặc lúc ngủ, dính mồ hôi rồi, không thể mặc nữa. Ta đã chuẩn bị y phục mới cho tiểu chủ, tiểu chủ thay bộ này đi. Nàng mang tới một bộ y phục mới, đặt lên ghế bên cạnh Trần Thực. Trần Thực vội vàng quay lưng về phía nàng. Phong Linh Nhi thấy cái mông trắng nõn của hắn, nổi hứng treo chọc, vỗ một cái, cười khanh khách chạy mất trần thực quay đầu lại nhìn thấy nàng đi xa lúc này mới yên tâm mặc y phục từng cái một nhưng khi mặc xong y phục bên trong phong linh nhi lại cười hì hì đi vào giúp hắn mặc áo khoác bên ngoài chỉnh lại vạt áo lại dẫn hắn tới trước bàn trang điểm chải đầu cho hắn búi tóc lên đội mũ miệng vàng nhỏ cài trâm vàng ngắn trần thực đứng dậy nàng lại lấy một dải lụa đỏ giúp trần thực thắt lưng đeo bên hông một miếng ngọc bội bình an trần thực được nàng sửa soạn một phen soi gương trong gương là một thiếu niên túng tú oai phong lẫm liệt bất giác mỉm cười với chính mình trong gương công tử đi theo ta phong linh nhi dẫn trần thực ra khỏi phòng đi qua hành lang dài qua mấy tòa đại điện tới một thư phòng dừng lại bên ngoài không người nói chủ thượng tiểu chủ nhân tới rồi vào đi trong thư phòng vang lên một giọng nói trầm ổn phong linh nhi đẩy cửa ra nhìn trần thực Trần thực tim đập thình thịch, bất giác thấp thỏm. Trước khi Gia Gia Lâm Chung từng nói A Chuyết là bằng hữu của ông ở vùng Đại Nam Hồ, rất trọng nghĩa khí, nhưng xa Bà Bà lại nói, 10 năm trước người nuôi phong A Chuyết đã bị tà khí ô nhiễm, biến thành đại tà ma. Giờ phút này rốt cuộc sắp được gặp vị bằng hữu của Gia Gia, trong lòng hắn không khỏi lo sợ. Trần thực định thần, bước vào thư phòng. Trong thư phòng đặt từng dãy giá sách, trên giá sách là từng con tiểu quỷ màu chàm đang ngồi xổm treo ngược người xuống, tay cầm bút lông, đang viết viết vẽ vẽ trên sách vở. Tiểu quỷ trên giá sách liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, liếm bút lông tiếp tục viết. Một thanh niên vai rộng đứng giữa những giá sách, tay cầm một quyển sách, cao mày nghiền ngẫm, nhưng dường như gặp phải vấn đề nan giải nào đó. Thấy hắn đi vào, thanh niên kia giãn mày ra, quan sát trần thực từ trên xuống dưới, buông sách xuống rồi bước tới, hai tay vỗ mạnh lên vai trần thực, nắm chặt vai hắn, lại quan sát từ trên xuống dưới một lượt, cười nói, tiểu thập, cuối cùng ngươi cũng chịu đến tìm ta rồi, tiểu chất bái kiến A Chuyết thúc thúc. Trần thực bái xuống. A Chuyết đỡ hắn dậy, cười nói, thúc chất chúng ta không câu nệ mấy thứ lễ nghi rườm rà này. Lần trước ta gặp ngươi, ngươi còn nằm trong quan tài, trong sống động lắm. Có điều những năm gần đây ta công việc bề bộn, không rảnh đến càng dương sơn thăm ngươi. Hắn mày rậm mắt to, có khí chất chất phát, mang heo vẻ hào sản, đi thẳng vào vấn đề, gia gia ngươi vẫn khỏe chứ trần thực ảm đạm gia gia đã qua đời rồi xuống cõi âm rồi a Chuyết sửng sốt vỗ tay cười nói chết cũng tốt trần thực kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn thân xác của ông ấy từ lâu đã luyện đến mức bất hoại sau khi chết cũng là nguyên vẹn thân xác xuống cõi âm vừa hay có thể đến tìm ta a Chuyết nhìn hắn đầy mong đợi cười nói gia gia ngươi mất khi nào đã hơn nửa năm rồi trần thực đáp hơn nửa năm rồi sao? vẻ mong đợi trong mắt a triết biến mất, có phần thất vọng, nói, hơn nửa năm rồi mà ông ấy cũng không đến thăm ta. trước khi lâm chung, ông ấy có nhắc đến ta không? trần thực vội vàng nói, có nhắc đến ạ, à. gia gia nói a triết thúc thúc là người nghĩa khí nhất, là tri kỷ của ông, còn kể rất nhiều chuyện cũ của hai người. gia gia còn nói, nếu con gặp chuyện khó khăn, thì cứ đến tìm thúc thúc, thúc thúc nhất định sẽ giúp đỡ. a triết mỉm cười, lẩm bẩm ta biết ngay là ông ấy không quên ta mà. Xuống cõi âm rồi mà không đến tìm ta, nhất định là bị chuyện khác cuốn chân rồi, tinh thần hắn phấn chấn, cười nói, quyển quỷ thư này không xem cũng được. Thúc chất ta và ngươi khó khăn lắm mới gặp nhau, nhất định phải uống cho say túy lúy, trần thực nói, con không biết uống rượu không sao, không sao. Rượu ở cõi âm, chẳng qua chỉ là nước lã thôi. A à, Chuyết vừa đi ra ngoài vừa cười nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi sang năm là mười ba ngươi quên rồi sao ngươi còn chết tám năm nữa ngươi năm nay hai mươi tuổi rồi sắp hai mươi rồi a chuyết cười nói năm ta mười tuổi gặp gia gia ngươi sau đó bị ông ấy chuốt cho say mềm ngươi hai mươi tuổi rồi có thể uống được rồi mười tuổi trần thực lẩm bẩm gia gia đúng là cầm thú không cho phép ngươi khen ông ấy rõ ràng ông ta còn không bằng cầm thú a chuyết cười ha hả nói nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.